A few moments later. Ngon mà. Ngon. Bình thường đánh mì rất ngon mà cảm giác mặc bộ đồ vào nhớ lại thời học sinh ấy, cầm một bánh mì gặm mà ăn nó còn ngon hơn nữa. Mới lần nào còn cấp sách đi học tới trường, hôm nay đã có vợ con rồi. Thời gian nhanh quá.